Chào mọi người, hôm nay là 2 tuần sau khi mà mình đã tiến hành nâng mũi bằng trung bì mở. Thì trước đây cái mũi của mình nó bị lỗ sống ra, nó viêm ở cái chỗ đầu mũi, nó đỏ. Thì lúc đó là mình tính là nâng lại luôn, nhưng mà bác Phương nói là bây giờ không có nâng lại được, phải đợi cái mũi này nó lành lại, nó ổn định lại, nó mới quyết định là nâng trung bì mở. Đợi thời gian nó ổn định thì mới có thể nâng lại được. Thì mình làm nay là được 2 tuần rồi, thì cái mũi nó đỡ sưng nhiều, vì nó cũng gom lại. Cái phần mỡ lúc đầu mình nghĩ là nó sẽ hơi mềm một tí, nhưng mà không ngờ là nay 2 tuần mà nó lại cứng, nó là cứng luôn, rất là chắc luôn, chứ nó không phải là nó mềm nữa. Nói chung mình thấy rất là tự tin. Đi làm thì nói chung ai cũng khen, ai cũng nói là cái mũi nhìn nó tự nhiên hơn trước đây. Cái mũi, cái sóng nó cao lắm, nó cao lên tới trên này rồi. Là cái phần mũi này nó to chứ nó không có thon được như thế này. Mình thì rất hài lòng. Còn nếu mà bác Phương nói là sau thời gian nó sẽ hơi ngót lại một tí xíu, nhưng mà nếu mà nó vẫn hạ xuống ít thì mình nghĩ là dáng mũi này vẫn giữ được luôn, mình không cần phải làm lại nữa. Còn về cái ca phẫu thuật thì hôm đó là mình lấy mỡ ở phía mông để đặt lên trên mũi. Thì cái phần ở mông thì tiêm tê nên hầu như là cũng không có cảm giác đau gì hết. Lúc làm xong thì cứ nằm nó như là không có cảm giác gì nhiều. Lúc xong thì nói xong để biết là xong thôi. Làm xong vì nó cũng không có sưng nhiều, với lại cũng không cần đặt nẹp luôn. Cái pháp này làm xong mình để nguyên như vậy luôn, chứ không có cần mà nẹp hay là băng gì hết. Hôm nay mình đến các chị thì mấy chị điều dưỡng ở đây thì rất là vui vẻ. Người nào cũng nhiệt tình, làm rất là nhẹ nhàng, dễ thương, nói chung là rất là hài lòng. Mình biết bác Phương thì mình biết đầu tiên là mình có search ở trên Google. Thì mình có biết được cái địa chỉ này, sau đó thì lên trên web xem thì nó cũng có mấy cái clip dẫn qua YouTube rồi hình ảnh các thứ. Thì sau đó mình mới tìm hiểu, rồi qua bên fanpage hỏi thăm các thứ thì thấy dịch vụ cũng ok. Mấy cái livestream rồi cũng có coi hết. Trước khi làm là mình coi hết mấy cái livestream luôn, mình mới dám làm. Mình nghĩ là ai mà đang gặp cái tình trạng giống như mình, kiểu như là mũi nó bị viêm, bị đỏ, thì nên đến gặp bác Phương để bác tư vấn. Tại vì nhiều nơi cũng không có cái kỹ thuật mà đặt trung bì mở như ở đây. Thì mình cũng rất là bất ngờ với cái kỹ thuật này, tại mình cũng mới biết luôn. Thì đặt cái trung bì mở này nó giữ phơm rất là tốt, nó không có gây co rút đầu mũi. Mình nghĩ là nếu mà mũi hỏng hay là cái gì đấy thì các bạn nên tới đây. Đây là những chia sẻ của mình sau khi mà trải nghiệm cái dịch vụ ở đây. Mình thấy rất là hài lòng sau 2 tuần, dáng mũi cũng rất là ok. Chào mọi người.